lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Universal Commercial Capital có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đây là địa chỉ tin cậy giúp bạn giải quyết khó khăn tài chính một cách nhanh gọn, tiện lợi mà không một tổ chức tín dụng nào giải quyết được. Một trong những chương trình mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đã triển khai thành công ở nhiều nước trên thế giới và bây giờ là Việt Nam. Đó là gì? Cho vay đối với khách hàng nước ngoài đầu tư mua nhà ở Mỹ. Điểm hay và tiện lợi của chương trình này là cho người nước ngoài vay mà không cần cung cấp mã số bảo hiểm, không cần lịch sử tín dụng, không cần hoàn trả thuế Mỹ. Người vay chỉ cần đặt cọc tối thiểu 35% giá trị tài sản muốn đầu tư với lãi suất áp dụng từ 7,5% một năm và thời gian cho vay thì dài đến tận 30 năm. Wow, quả là hấp dẫn phải không quý vị? Tính hấp dẫn của chương trình cho vay này còn tăng thêm bởi sự an toàn về tài sản đầu tư mà khách hàng có được nhờ Universal Commercial Capital đã giúp bạn kiểm định chất lượng ngôi nhà mà bạn đã lựa chọn có tương xứng với giá trị đầu tư hay không khi bạn có hợp đồng vay thế chấp tại Universal Commercial Capital. Universal Commercial Capital nhanh chóng, tin cậy và thật dễ dàng. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi? Website www.universalcommercialcapital.com, Facebook @universalcommercialcapital, email vietnam@universalcommercialcapital.com, hotline 1900 0301.